Nếu mình đừng ngang hợp đồng giữa chừng, phải đền bù lại giá trị cả hợp đồng luôn ấy. Cái gì? Trừ khi là mày thực sự muốn phá sản, hoặc là mày có cách đứng thẳng thế nào đấy nói với ông Tùng, hay là mày tiếp tục làm cái điều khoản chết tiệt này, cứ theo hợp đồng như vậy. Có lão Long cho tao đọc lại, bản đấy có chữ ký rõ ràng của mày. Cậu đã nói chuyện rõ với Son chưa? Dĩ nhiên là rồi. Hèn chi hôm bữa anh soạn trước điều khoản đền bù là anh lường trước được tính cách của cổ đúng không? Con người của Hạ vậy đó. Một khi mà cậu muốn bùng cháy thì cậu sẽ bất chấp tất cả mọi thứ. Tôi chỉ đề phòng để khi Hạ muốn bùng cháy mà không được thôi. Cậu nói chuyện lại với Son đi. Cô ta đang thế nào? Ok, fine. Chà, tình hình bây giờ cổ giống như là Tô Ngộ Không mà nằm trong tay của Phật Tổ vậy. Bất cứ lúc nào bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn không giúp giúp được. Không phải như vậy đâu. Nếu như Hạ là Tô Ngộ Không thì tôi cũng chỉ là ngọn núi nơi mà cổ từng bỏ rơi lại thôi. Giờ muốn cổ quay trở lại không dễ chút nào á. Cổ nhân